I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi về chị Mỹ Nhân trong map phố nhà thương vô cất trắng. Đây là một cái map mà mình rất là thích luôn. Nhiều người vẫn chưa thuộc ấy, nhưng mà các bạn phải thuộc đi đúng không? Ở trên kênh của mình thì mình cũng có bật một cái gọi là phụ đề tự động ấy. Có nghĩa là khi mà mình nói cái gì ấy, là YouTube họ có một cái thuật toán, họ phân tích làm sao mà chữ của mình nó sẽ hiện ra ở trên cái phụ đề. Đôi khi là mình nói cũng khá là nhanh, hoặc là nói kiểu không chuẩn, hoặc là YouTube nó kiểu nó không bắt được kịp cái mạch của mình nói ấy. Đâm ra là cái chữ nghĩa của nó cũng khá là sai. Trước kia thì nói chung là nó cũng cho gọi là... Ủa sao mình không bấm đi được vậy trời. Ok, đi được rồi. Nè, trời ơi, chị đít bự tới rồi, chị đít bự tới. Trước kia thì mọi người có thể đóng góp phụ đề cho mình, nhưng mà bây giờ thì không hiểu trục trặc vì làm sao, nhưng mà YouTube bắt người sáng tạo nội dung á là họ phải tự làm chứ không có được nhờ mọi người nữa. Tới rồi. Làm gì nó mê ông thật kỹ. Rồi xong. Ui, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái cảnh đi chậm này luôn ấy. 36 à. Nhìn là biết 36 rồi, phá cái phá rất là lâu. Nhiều khi mà mình ngồi mình coi lại cái clip của mình thấy ủa sao tự nhiên nó dịch được kiểu này, nhìn rất là buồn cười luôn. Có nhiều cái buồn cười lắm, ví dụ như la hét đồ lên ấy, nó cũng chả biết nó dịch làm sao, nó cứ chấm 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 để đấy. Ô là trời, phá cái ván xong đến mùa quýt luôn, ô gương gì đấy. Rồi xong luôn, bây giờ cơm thừa canh cặn của ông tập kỹ là mình ngồi mình hút hết của ổng luôn rồi. Nghĩ sao mà nhường cái ả này cho tôi vậy trời. Linh không? Trèo cửa sổ luôn à, gớm nhá. Trèo cửa sổ là gớm rồi đấy. Ui, thôi, em xin lỗi ạ. À. Em xin lỗi chị, quả này em sai rồi, ui sổi ôi, em sai. Khiếp khủng, đâu ngờ cái quả đấy mang phấn khích đâu. Ủa mà team này có ai, có mỗi mình là stun thôi mà. Ủa nó đâu rồi? Ở sau lưng má. U là trời, nó ở sau lưng mà mình không biết luôn kìa. Kỳ. Bất ngờ đến nỗi mình không biết nói cái câu gì luôn á. Đến khi đèn ở sau lưng lúc đó mới tỉnh ngộ ra. Trời đất ơi. Thôi nhờ vậy mà cũng được 4 sỏi là cũng ổn rồi. Ơi, sửa máy đi các tình yêu ơi, trận đấu này có mù. Trời ơi, thả sổng con mù ra, có khùng không? Có khùng không mà thả con mù ra. Tính ra là mù là một nhân vật mà có tật nhưng mà có tài nha. Sửa máy rất là gớm đúng không? Chơi bích mù cho cái map này chứ cũng rất là ok này. Chơi mù thì vô cái khu giường bệnh ấy, cái phòng bệnh ấy, cái chỗ đấy thật sự nó rất là đã luôn. Bởi vì nhìn được Hunter xuyên tường rất là dễ để cai. Đúng là cơm thừa canh cặn mà ngồi húp hết luôn á. Nhưng mà mình phải dùng làm sao cho nó không có phân khích. Mình bắn sọ thì cũng đỡ tiếc. Lát nữa nó hồi mình mới bắn thì xỉu á. Quá xỉu luôn. Trời ơi, nó không sợ ván luôn kìa. Nó đi rất là... Nè, liếm sọ đi, con quỷ. Dùng đi, không lát nữa phân khích là mình không có dùng được, phí lắm. Đâu phải tích một sọ là dễ đâu, không hề dễ luôn á. Cái gương trí tuệ vậy, ai đi qua đó đâu mà đặt gương qua đó. Thì sao ạ, chị có phân khích chưa ạ? Xương xương cũng gần được 2 sọ rồi nè, trời ơi, sao đi nhanh quá vậy trời. Cứu bé, đừng để bé đai. Trời, cái gương kìa. Ui dồi ôi. Tôi khổ quá đi mà. Ông tập kỹ kìa, ông lại tới ông ấy. Ông hưởng hết combo bây giờ. Sửa máy luôn bạn ơi, khỏi cần sửa chỉ thương. Đấy, thấy không?
khổ ghê luôn á. Tự đang yên đang lành ông người còn ném bom ra ông để ăn hít đấy. Đau lòng cái ông này ghê luôn. Lẹ lên mọi người ơi, cái máy mình nó sắp hết pin rồi. Ok, chuẩn bị nổ máy rồi. Đi thôi. Chiều nay mình được nghỉ cho nên là mình cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để chơi với lại một clip. Có một môn mà hình như là sang tháng 3 là mình hết rồi. Bây giờ các bạn thấy đầu tháng 2 rồi đó. Rất là nhanh. Ui dồi, sao chết tôi rồi. Ui dồi ôi, khổ tôi không cơ chứ. Ui hết pin. Hết pin. Ui dồi ôi, mình báo hết pin. Lắm. Chán ghê luôn, nó không biết đi vào đâu luôn. Trời ơi. Pin yếu đau lòng quá đi. Hết pin rồi, đi sạc pin nữa. Tự nhiên báo hết pin bắt đầu loạn xì ngầu lên, chả biết hướng nào để đi luôn mà may hay sao. Rồi xong, hòa, ổn. Trời ơi, hòa phu nhân thôi, không có thể nào mà thắng được. Đúng là hòa phu nhân mà. Để mình đi soi với bạn kia xem. Xui ghê luôn á. Trời ơi. Đi đi bạn ơi. Coi chừng hết gương rồi. Thôi hòa rồi. Tự nhiên báo hết pin thì xui ghê luôn á. Mình biết ngay mà. Lúc là chơi trận này nó còn 25% pin à. Thôi đợi mình sạc pin rồi mình làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Đừng chuyển kênh nha mọi người. Để mình sạc tí pin đã. Tức á, thiệt á. Lại nè. Su ghê luôn á. Mình nghĩ là chắc nhiều người cũng sẽ giống như mình thôi. Bây giờ thì cái cảm giác mà nó pin yếu ấy, khoảng tầm nhiêu. Có nhiều điện thoại thì hay lắm, kiểu như là họ sẽ tắt cái thông báo pin yếu đi, còn điện thoại mình không có làm được. Không biết làm thì nó Ủa mình nói cái gì vậy? Có nghĩa là mình không biết làm. Mệt quá. Trời, bà nội tôi kìa, gây xa kìa. Bà nội tôi đó. Mà trận này có mình với lại Mỹ nhỉ? Lính thuê à? Bà nội tôi đó. Nói chung là Madame nói chung là cũng là một nhân vật mà khắc chế được mỹ nhân rất là tốt. Bởi vì khi mà có thể tạo ra ảo ảnh chém này đúng không, không cần phải áp sát quá nhiều vào mỹ nhân để tránh bị ăn sọ, rất là tuyệt vời luôn. Mà kể ra thì bây giờ các bạn thấy là gặp người xa thường thường bây giờ thấy cầm nhiều cái đồng hồ lắm, đi phá máy kinh khủng luôn. Ngày hôm qua mình có chơi một trận tù nhân ấy, đang truyền máy mà không hiểu sao cái máy bên mình truyền thì nó lại mất hết một nửa. Trời, lúc đó mình tỉnh ngủ luôn á, kiểu cái máy này nó bị làm sao thế. Lúc đó quay đi nhìn lại ui dồi, thì bà gây xa bà phá. Thực sự lúc đó thì cũng rất là sốc nhưng mà chịu thôi. Chịu biết sao giờ. Ăn mặn ghê, đi đuổi lính thuê đúng rồi. Quá mặn luôn. Ai rồi? Cái bộ skin này của COA nắm rất là đẹp. Không, đối với mình thì nó cũng bình thường nhưng mà trong đợt cầu thì đẹp. Bởi cho nên là thích của nào thì ông trời không cho đâu, nhưng mà ghét là ông cho đấy. Ví dụ như tiền đạo. Ví dụ như tiền đạo nha. Muốn sang chấn nội thương, muốn tâm lý luôn vậy đó. Nghĩ sao mà ra tiền đạo COA 5. Mặc dù mình không biết chơi, mình không chơi. Không chơi luôn. Nhiều khi những cái nhân vật khó chơi như là đánh bóng rồi còn dễ, bởi vì canh thì ok. Nhưng mà tiền đạo không biết lái. Tiền đạo là mình không biết lái luôn á. Chỉ biết tâm thẳng thôi, còn người ta đi vòng xế lộ. Bay lên bay xuống hoài mẹ.
Ui dồi ôi, khổ quá đi. Trận này mình mang 9. Gắng đi bạn ơi, đi đi để mình support cho tí sọ để chị thương. Gì đát vô ghế vậy? Khùng khùng không? Đây 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 đây, chạy đi chạy đi chạy đi. Đây cứ ủa chị thương đi, sao mà cứ đi lòng vòng thế? Đá của thiên lộ luôn kìa trời. Ok lượm được. Ui ui ố cái gì đây, cái gì tự nhiên vả tôi, ghét ghê trời ơi, su ghê. Chị thương đi bạn ơi. Ok gì chứ, phải cover top 1 mới hành hạ được áo ghế xa này. Rồi, xuất sắc rồi. Thì sao ạ? Ai rảnh mà nhảy cửa sổ, đâu có khùng không? Có khùng mới nhảy cái chỗ đó đó. Ê, đừng 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 đừng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó đát kìa trời. Đáp như ai dăm nó vậy đó, gớm vậy đó. Còn máy cuối hả? Lo được, mình lo được. Mấy cái quả skin này nhìn ngộ phết nhỉ? Nhìn lạnh lạnh. Bây giờ sắp tới hình như thế vận hội mùa đông cái gì hả? Cũng mang concept rồi luôn, mình thích cái skin bo luôn, cực kỳ luôn á. Nhìn nó độc đáo, dễ sợ. Thôi mà. Rớt đầu đi trời. Trời ơi chị ơi, đừng có đát nữa, sợ lắm luôn. 14%. Ui giời ơi, nó đát kìa, mọi người thấy không? Trời ơi. Nó như con quỷ vậy đó. Bay lại đây, bắn sọ nhật biết cho dừa nè. Giỏi quá đi, giỏi quá đi. Ui giời ơi. Nổ máy. Thôi xong rồi. Quả này mới. Má trời ơi, gớm thật đấy. Kinh khủng cái được ấy, nhảy qua ván, nhảy qua cửa sổ nó nhanh quá, mình không biết phải làm sao luôn. Mở cổng chưa, cổng nào vậy? Ôi ôi. Tê lè. Mệt mỏi bà gây xa này quá. Cổng chắc cổng bên kia mở thôi. Bà tưởng mình vẫn ở bể nước không hề đâu nha. Trời ơi. May cục đá nó cao đấy. Cục đá mà thấp thấp là mấy con bướm nó bay bay lòi ra ngay vào luôn. Lộ vị trí chắc luôn đó. Mấy con bướm này nó cũng mất dạy lắm. Nó cũng kiểu là một cái để mà gây sai đi kiếm người. Ví dụ như nó thấy không, núp ở những cái địa hình thấp là nó thấy là biết liền luôn. Thôi chết tôi rồi. Ê, cover cho mình một hit. Ngon. Đầu hàng luôn kìa. bất lực luôn. Nhìn thấy lính thuê chạy ra cover nhìn chán chả buồn đánh. Thôi ok, mình sẽ kết thúc video clip đấy nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau và chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Bye bye.